Xin chào các bạn nha. Chào các bạn đến với kênh Đọc Hiện Giờ nha. Nay đi bắt ong nha các bạn. Trời ơi, ong xíu mà. Ong nữa. Ong xíu mà. Ong vậy xíu. Xíu cỏ cái ổ kia à. Nay mình đi kiếm được hai ong nha mọi người. Đó, đang lấy cái khối nha mọi người, đang lấy ung. Rồi gặp ong này không có hút thuốc nha mọi người. Đó, ông nằm trên đây nè. À, thấy không? Thấy không? Cũng lộn. Ở đây cũng được chứ không có bự nữa các bạn. Đây bự lắm nha. Ở đây mới đóng nhiều quá ơi. Mới đóng nhiều. Lấy cái cây kiều quá. Hút đi, hút đi. Được rồi, được rồi. Lấy cây kiều đi, còn nếu mà không ấy thì để dành. Được rồi, hút đi. Mày thấy chưa? Dân bắt ong không chuyên nghiệp là nó vậy đó. Làm cái đuốc. Người ta thì chỉ cần điếu thuốc thôi là có rồi. Điếu thuốc là câu quá. Lẩm gạo à. Này không chuyên nghiệp nha mọi người. Thấy bắt chơi cho vui vậy thôi chứ. Quá đã, quá đã mọi người. Wow, quá đã. Quá trời ngon mặt, quá mặt rồi. Còn mặt. Thấy chưa? Mà ngon ngon rồi, mặt quá mặt rồi, mặt đầy quá. Quá đã, quá đã. Ủa, nó bay kìa. Quá ngon rồi. Tu 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 tu. Coi nè, ổ ong cuối mùa nha. Đó bạn thấy không? Nó cuối mùa nè, nó mật bích thích chừng luôn nè. Đó thấy không? Đó thấy chưa? Em bị bắt ong nữa các bạn ơi. Vui vẻ nha mọi người. Được cái chén mật à. Đó. Quá chén trời mật. Luôn hai trăng rồi đó. Để bắt ong nữa.